Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với live stream đầu tiên của xe máy Hòa Bình Minh đầu năm 2024 sắp thì nha. Và năm mới rồi thì chúc các bạn sẽ có một năm mới an khang thịnh vượng và gia đình thì là hạnh phúc ấm no các bạn nha. Thời điểm ra Tết thì chắc chắn các bạn đang cần quan tâm về các dòng xe máy Honda đúng chưa? Thì trong Tết ấy, mà các bạn nào mà chưa đủ tiền hoặc là các bạn chưa mua thì ra Tết các bạn mua nha. Vì thời điểm này giá xe đang xuống rất là nhiều so với Tết các bạn ơi. Rồi, thì ở những đầu tiên của clip ạ, thì mình sẽ like cho các bạn về dòng xe Honda Lead nha. Và các bạn này, đừng quên là nếu như có nhu cầu mua xe máy thì hãy liên hệ với Trung qua số điện thoại là 0965 050 386 nha. Đại lý của bên mình ở Phú Thọ và Vĩnh Phúc, các bạn nhớ chưa? Phú Thọ và Vĩnh Phúc, vì thế các bạn có mua xe thì hãy liên hệ trước cho Trung để được báo giá và nhận những cái ưu đãi tốt nhất có thể các bạn nha. Rồi, đầu like thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về các dòng xe Honda Lead đi. Lead là thời điểm hiện tại thì bên mình sẽ có các phiên bản là phiên bản là cao cấp. Thì với cái phiên bản cao cấp này đang có hai màu, các bạn nhớ cho mình nha, là màu đỏ và màu đen, à màu đỏ và màu xanh. Xanh này thì sẽ là màu xanh quả cọ các bạn nhá, nó sẽ xanh tím tím kiểu kiểu như thế này, nhìn khá là đẹp. Thì đang có cái mức giá rơi vào độ dao động từ 40.700.000 cho đến 41.000.000 là cái phiên bản vành trắng. Còn nếu như các bạn để ý cho mình này, nếu như các bạn muốn mua thêm các phiên bản mà có vành đen như thế này thì các bác thêm dùng cho em là khoảng 1.3 triệu nha. Đấy, khoảng hơn 42.000.000 thôi là chúng ta đã có một em Lead phiên bản màu đỏ cao cấp, bánh xe màu đen. Còn nguyên bản của chiếc xe thì sẽ là màu trắng, thì giá nó đâu đấy tầm khoảng là 40.700.000 cho đến 41.000.000 nguyên xe thôi. Các bạn ở huyện khi mua xe làm đăng ký hết tầm khoảng là 1.800.000. Anh em ở thành phố Việt Trì hoặc là thành phố Vĩnh Yên hoặc là một thành phố Hà Nội gì đấy, các bạn mua xe thì thuế nó sẽ đắt hơn, nó rơi vào tầm khoảng 4.000.000 các bạn nhá. Anh em nhớ cho tớ nha. Đây, mình sẽ quay cho các bạn một em màu đỏ này. Đỏ này thì sẽ là đỏ mận. Nhìn màu của nó sẽ mận mận, không phải là đỏ thẫm đâu các bạn nhá. Bánh xe màu đen, yên xe màu nâu vàng, nhìn rất là đẹp. Đây, đối với dòng xe Honda Lead này thì cả gia đình đều đi được. Chồng đi được, vợ đi được, mà cốp con này khá là to. Đấy, nếu như anh chị muốn mua cho một chiếc xe cho cả gia đình đi, là cả vợ cả chồng phải đi, thì một chiếc xe Honda Lead này nó là một cái sự lựa chọn cũng khá là ổn đấy mọi người ạ. Rồi, với Honda Lead này thì sẽ có phiên bản đắt tiền nhất của Honda Lead thì đang có hai màu là màu đen nhám và màu bạc này. Thì hai màu này đang có mức giá tầm khoảng 42 triệu các anh chị nhá. 41.500.000 thì 42 triệu. Thì giá xe ở đại lý của bên mình ạ, nó sẽ thay đổi, có thể ngày hôm nay 41.500.000, ngày mai 42 triệu, ngày kia 43 triệu. Vì thế khi các bạn mua xe, các bạn hãy liên hệ trước cho Trung theo số điện thoại và có Zalo để các bạn cập nhật về thông tin về giá xe mới nhất và chương trình khuyến mại mới nhất các bạn nha. Ra Tết thì bên cửa hàng mình vẫn có thêm các chương trình khuyến mại như là quay thưởng để có cơ hội là nhận thưởng là xe máy Honda Vision, tặng kèm theo đó là mũ bảo hiểm và áo mưa các bạn nhớ chưa. Rồi, Lead bên mình có cả màu trắng này. Đây đây, một màu bên mình đã về được mấy em màu trắng này khá là đẹp. Trắng này thì người ta ở trắng ngọc trai hoặc trắng ngọc trinh nó cũng như nhau cả, vì nó đều là trắng các bạn ạ. Trắng này thì sẽ rẻ nhất, nó dao động tầm khoảng là 38 cho đến 38.500.000 nguyên xe. Đấy, các bác có muốn biết thêm về chi phí lăn bánh bao gồm đăng ký hoặc là biển số thì các bạn cứ liên hệ trước cho mình qua số điện thoại mình đã để ở màn hình nha. Đấy, thì đây là cái toàn bộ 5 màu xe Honda Lead mà mình vừa báo giá cho các bạn nha. Mua trả góp thì các bạn trả trước cho Trung từ khoảng 8 triệu thôi là mọi người mua xe trả góp được rồi. Thủ tục chỉ cần duy nhất là cái căn cước công dân của các bạn là mua xe trả góp được rồi các bạn nhá. Đấy, anh chị em cứ liên hệ trước cho em để nhận thêm những cái ưu đãi khi mua xe nhá. Rồi, xa xa hơn một chút xíu đi, Honda e-Blade. Đấy, thì với một chiếc xe gia đình ấy, thì các bạn có thể lựa chọn Lead, hoặc là nếu như muốn cứng cáp hơn, muốn gọi là nam tính hơn, trẻ trung hơn một chút xíu ấy, thì mọi người có thể lựa chọn Honda e-Blade. Thì ở đây thì mình đang có 3 màu xe của Honda e-Blade năm nay. Đó chính là màu đen nhám này, màu đỏ này và màu xanh. Đấy, thì đối với anh em nào mà mệnh thủy hoặc là mệnh hỏa, các bạn có thể lựa chọn là Honda e-Blade. Màu xanh nhìn khá là đẹp mắt này. Ở cái chiều cao của con này thì nó không quá là cao. Đối với các bạn cao khoảng từ 1m55 trở lên, anh em con trai hoặc các cô, các bác, các chị, em mà cao khoảng từ 1m55 trở lên ngồi con này nhìn khá là đẹp dáng. Đây, mình đang cao 1m6 và mình ngồi lên này thì rất là đẹp này, chống chân hai bên được luôn. Em này thì là động cơ là 125 phân khối các bạn nhá, sử dụng động cơ 4 van rồi nên khả năng tăng tốc của nó tuyệt vời luôn. Về cái mức giá mà các bạn sẽ phải trả cho em này dao động tầm khoảng 41 triệu nguyên xe các bạn nhá, chưa bao gồm phí lăn bánh và đăng ký. 41 triệu cho màu đỏ,
và màu xanh, hai màu này đều là giống nhau. Bên quay kỹ hơn cho các bạn về màu đỏ này. Đấy, thì đây là một chiếc xe mà bên mình đã lên đầy đủ phụ kiện bảo vệ thêm cho xe này. Đối với một chiếc xe Honda, khi các bạn mua về thì các bạn nên lắp đặt thêm một vài cái bộ phụ kiện, ví dụ như là các ba ga để chỗ để xăng, hoặc là để cho mọi người để ba lô túi xách lên trên này để không bị vỡ cái bình xăng của mình, thấy chưa? Lót sàn để chân này, đấy, hoặc là những cái bộ ốp xi mạ màu trắng trắng như này, nó vừa tăng lên giúp cho chiếc xe nó nhìn nó bóng hơn. Cái thứ hai nữa là giúp đỡ sức sát hơn những cái phần xe, phần nhựa của chúng ta, đấy, nhìn nó bảo vệ lâu về dài. Anh em lắp vào xong tầm 3-4 năm sau tháo ra xe như mới luôn. Giá phải trả các bạn nhớ nha, 41 triệu và mua xe trả góp, trả trước cho mình từ 8 đến 9 triệu tối thiểu, và giả từ 6 đến 24 tháng là ok các bạn nha. Đấy, các bạn muốn mua xe trả góp có bao nhiêu tiền rồi thì chủ động liên hệ trước cho Trung nha. Đây, Airblade màu đen nhám đây, cũng về là khá là nhiều. Thì ở đây mình đang có 3 xe trưng bày trước, ở kho bên mình cũng rất là nhiều nha. Airblade màu đen nhám này thì so với cái phiên bản màu cao cấp này, rất là nhiều các bạn hỏi là phiên bản tiêu chuẩn màu xanh và bản màu này nó khác gì nhau không mà giá tiền lại chênh nhau. Em này 41 triệu này, em này khoảng 44 triệu. Đấy, thì chênh lệch nhau tầm khoảng từ 3 đến 3 triệu rưỡi. Tất cả về chức năng của nó đều như nhau nhá, đều như nhau, kiểu dáng như nhau, nó chỉ khác nhau là về nước sơn thôi. Nước sơn của em này đen nhám, đen mờ. Vì thế nó có giá chênh lệch tầm khoảng 3 triệu đến 3 triệu rưỡi. Vì thế các bạn có những cái lựa chọn muốn mua xe màu đen mờ hay là muốn mua xe màu bóng á thì các bạn liên hệ chủ động trước cho mình nha. Rồi. Tiếp đến là SH1 và Vario đi. Thì hơi xa một chút xíu nên mình sẽ quay từ xa cho các bạn nha. Với các phiên bản SH1 đời năm nay thì mình đánh giá là giá xe đang rất là ok rồi. Các phiên bản như là màu xám xi măng này, nó rơi vào khoảng là 65 triệu nguyên xe các bạn nhé, 65 triệu nguyên xe. Còn cái màu trắng này, màu trắng này thì sẽ chỉ có trên phiên bản phanh tiêu chuẩn là phanh CBS thôi, thì giá dao động tầm khoảng là hơn 58 triệu một chút xíu thôi. Nhiều bạn hỏi là giá hơn 58 là 59 triệu là hay là 60 triệu, thì xin thưa các bạn là khoảng hơn 58 triệu có nghĩa là nằm trong cái khoảng giá là 58 triệu cho đến 58 triệu 900, được chưa? Các bạn có mua xe thì cứ liên hệ trước cho tớ, tớ sẽ báo giá chính xác cho các bạn. Còn trong live stream, trong cái video này thì mình sẽ chỉ báo giá ám khoảng để mọi người nắm mắt được thôi, được chưa? Vario màu xanh bên mình đã về 160, nó dao động tầm khoảng 41 42 triệu thôi, giá rất là rẻ rồi. Vario 160 các bạn lưu ý nhá, động cơ 160. Vì thế các bạn nào có muốn mua xe Vario thì bên mình các bạn liên hệ nha. Còn Vario 125 thì một vài ngày nữa bên mình sẽ về rất là nhiều. SHD anh chị em ơi. Đây, SH160 phiên bản ABS đời 2024 mới nhất. Trời ơi, đẹp cực kỳ luôn. Bạn nào mà là fan của màu đen ấy, không thể thiếu cho mình những em như thế này. Giá của em này dao động tầm khoảng là 102 triệu các bạn nha. Nguyên xe chưa đăng ký. Đăng ký ở huyện khoảng 3 triệu rưỡi, đăng ký ở thành phố tầm khoảng 7-8 triệu gì đấy. Tốt nhất là các bạn cứ liên hệ trước cho mình đi, mình sẽ báo giá chính xác nhất cho mọi người. Đây, màu sơn đen nhám này, mọi người nhìn này, cái mặt nạ rất là đẹp. Đây, cái phần tem viền của nó rất là ok luôn, hơn 100 triệu. Còn nếu như mà mọi người mua em SH125 phiên bản màu đen nhám này thì giá khoảng 82 triệu thôi mọi người nhá. Em này thì với những ai mà cao khoảng từ 1m6 lên trở lên thì ngồi nó sẽ đẹp dáng hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì với các bạn nữ mà cao khoảng dưới 1m6, 1m55 trở lên các bạn ngồi cũng khá là ok rồi. Vì chân của chị em con gái thì nó sẽ cao hơn một chút xíu so với anh em con trai. Mua xe trả góp đối với phiên bản SH Nam này thì các bác phải trả trước tầm khoảng từ 15 cho đến 25 triệu tùy phiên bản các bạn nhé. Đấy. Này, tin cực sốc này. Đối với cái phiên bản SH350i màu đen này thì bên mình đang còn tồn duy nhất một em màu đen nhám đời 2021. Và giá xe hiện tại của nó đang để cho anh em là 120 triệu. Giá thị trường này, bán đời 2023-2024 đang là khoảng 135-140 triệu. Nhưng mà riêng bên tớ này, sale cho các bạn một chiếc duy nhất cho mọi người đi chơi, ra Tết mọi người đi du xuân, 120 triệu, sốc chưa? Quá sốc luôn. Rồi, SH màu trắng này. Màu trắng thì phiên bản tiêu chuẩn SH125 đang có mức giá tầm khoảng là 75 triệu thôi. Bản 125 ABS màu trắng thì đang có giá dao động tầm khoảng là 83 triệu. Các bạn nhớ chưa? 83 triệu, cái phiên bản thể thao của 125 màu xám xi măng thì có mức giá tầm khoảng là 84 triệu. Đấy. Thì các bạn có muốn mua xe SH125-160 các bạn cứ liên hệ trước cho mình. Bên mình về rất là nhiều SH rồi, đủ xe để giao cho các bác. Thế nên anh chị em ở Phú Thọ hay Vĩnh Phúc mà đang xem cái video live stream này thì mọi người phải comment lại cho em là người muốn mua xe gì, hoặc là trực tiếp gọi điện hoặc là nhắn tin lên Zalo cho tớ nha. Rồi. Và cuối cùng ở cái video này thì tớ sẽ lên cho mọi người là dòng xe Honda Vision. Đấy. Tuy nhiên thì bạn nào có muốn mua Wenfa, thời điểm này Wenfa cũng đang khá là ít. Vì thế các bạn có muốn mua Wenfa màu nào các bạn cứ liên hệ trước cho mình.
Nguyên pha thời điểm hiện tại thì giá dao động tầm khoảng từ 18.500 cho đến 19.500 các màu các bạn nhá. Rồi, tôi sẽ quay cho các bạn về Nguyên pha đi. Thì các phiên bản thể thao, hiện tại phiên bản thể thao nó có hai màu duy nhất là phiên bản màu xám và màu đen. Thì màu đen khoảng là 36.500 và màu xám khoảng hơn 37 triệu một chút xíu. Thì các bạn có nhu cầu mua Vision phiên bản thể thao này thì các bạn cứ liên hệ cho tớ nha. Đây mọi người nhìn này, xem khá là đẹp, ngồi lên dáng cực kỳ ok luôn. Đấy, con này khoảng là 36.500 mọi người nhá. Các bạn có muốn mua xe thì các bạn cứ liên hệ trước cho mình sẽ báo giá chính xác nhất ở thời điểm ngày hôm nay. Vì hôm nay là các bạn có thể mua nhưng mà có thể một vài ngày nữa các bạn mới gọi điện cho mình nhá, thì giá xe nó sẽ thay đổi nha. Dáng bộ này ngồi cực kỳ là phê luôn mọi người, đẹp cực kỳ. Ở thời điểm mà năm nay ấy, mình thấy các bạn nam này, các bạn trẻ khoảng 20 đến 25 tuổi ấy, các bạn mua Vision màu xám thể thao rất là nhiều. Vì form dáng của nó rất là đẹp. Hai em này đang có mức giá nó cũng chỉ chênh lệch nhau khoảng 300-400 nghìn thôi. Mình thì cá nhân mình thì mình sẽ thấy màu xám nhìn nó năm nay nhìn nó trẻ trung hơn rất là nhiều. Bán màu xám gọi là bán best seller luôn của năm 2023. Anh em con trai, các chị em phụ nữ đi con này cực kỳ là nhiều các bạn nha. Đấy, giá đang ngon đang đẹp rồi, các bạn có muốn mua thì các bạn có nhu cầu thì gọi điện cho mình nha. Hoặc là màu đỏ mọi người này, màu đỏ phiên bản cao cấp này đang có mức giá là 32.800 nguyên xe. Các bạn mua xe muốn lắp thêm mặt nạ hay là các bộ ốp inox cho xe, các bạn cũng chủ động liên hệ trước cho mình nha. 32.800 cho màu đỏ và màu trắng. Màu trắng thời điểm này nó đang hết xe ấy. Với các bạn nào có muốn cọc xe màu trắng, các bạn liên hệ trước cho Trung nha. Rồi, màu vàng cổ điển này, đây các bạn phải nhìn ra phía trước của nó là nhìn cái bộ ốp của nó, rồi ôi màu bóng này, đen bóng nhìn cực kỳ là thích luôn á. Mấy màu vàng be này, đây gọi là màu vàng vàng be các bạn nha, nhìn khá là hay. Con này thì cái dáng xe của màu cổ điển này thì nó cao ngang so với phiên bản thể thao. Cái mức giá dao động tầm khoảng là hơn 36-37 triệu các bạn nha. Các bạn có muốn biết thêm chi tiết về cái màu vàng be này thì cứ liên hệ trước cho mình đi, màu này rất là đẹp. Rồi, bên này thì mình đang có thêm cả màu cầu điển màu xanh xám. Thì màu này cũng dao động, nó cũng tiền nó cũng gần như là khoảng 37 triệu. Thì các bạn có muốn mua xe Vision màu xám này. Nhưng mà các bạn lưu cho mình này, cái nguyên bản của phiên bản Vision cổ điển này thì bánh xe nó lại là màu trắng như thế này chứ không phải là màu đen nguyên bản đó các bạn nhá. Rồi, và cuối cùng là phiên bản đặc biệt. Bản đặc biệt này thì dáng xe nó sẽ thấp hơn. Nước sơn của nó là nước sơn xanh, màu xanh nhám. Các bạn có muốn sang xanh bóng thì bên mình sẽ bọc ni lông lại cho các bạn nha, thành màu bóng ngay. Giá này hiện tại đang khoảng là 34 triệu thôi mọi người nha. Đấy, đời này thì bắt đầu nó sẽ thấp hơn rồi. Vẫn là sử dụng khóa thông minh smart key. Đây, ngồi vào thấp hẳn luôn. Đối với các bạn nữ là cao khoảng 1m45 hay 1m50 các bạn ngồi xe này rất là ok. Tóm lại là Vision thì năm nào mọi người cũng bán chạy rồi. Vì đây là dòng xe, một là cái giá tiền của nó ok nhất, nó tầm khoảng từ khoảng 35 cho đến 38 triệu là mọi người mua xe Vision được rồi. Và mọi người mua trả góp trả trước cho em Trung tầm khoảng từ 6 đến 7 triệu là mọi người mua trả góp được rồi nha. Và bên mình thì hiện tại đang về xe rất là nhiều của Honda Việt Nam. Nếu như các bạn có nhu cầu mua xe thì liên hệ trước cho mình nha. Số điện thoại của mình là 0965 050386. Các bạn nhớ chưa? Và mình có dùng Zalo nha. Ok.